Dạ, xin chào tất cả cô chú anh chị đang xem kênh Lang Thang Đường Phố. Có một sự việc khá là căng nha quý vị. Thì mình nghe đâu đó là Trai Đồng Bằng TV, một kênh chuyên bảo vệ cho Hồng Loan, cũng như là lên án những kẻ xấu xa ngày đêm, gọi là bài mưu tính kế để tấn công Hồng Loan, cũng như là tranh giành tài sản căn nhà của Hồng Loan ở hiện tại. Thì nghe đâu là đã gọi là nhận được giấy mời của bên phía cơ quan chức năng. Theo cái đơn kiện của chị Sun, chị Hoa hậu Mi Sun đó, thì tôi cũng có một điều đang thắc mắc, đây là Trai Đồng Bằng nó không kêu thẳng cái tên của chị mà nó kêu là Mì Xào. Vậy trong cái trong cái câu chuyện này, khi mà lên làm việc thì Mì Xào là ai? Cũng khá là buồn cười ha của chú anh chị, nhưng mà thật sự là Mi Sun đã gọi là ra tay rồi của chú anh chị đó. Điều này cho chúng ta biết là chị ấy đã ra tay thật sự nha, chứ không có gọi là dỗ mồm đâu. Đó, chị ấy đã gọi là ra tay rồi. Thì cơ quan chức năng là đầu tiên là đã mời chị ấy rồi, đúng không? Thì bây giờ thì tới những cái người nào mà bên phía cơ quan chức năng người ta xem xét là thấy có cái dấu hiệu gọi là vi phạm đó, thì người ta mời lên đó. Nhưng mà có xử lý như thế nào thì vẫn chưa nắm bắt được nha cô chú anh chị, vẫn chưa biết được. Nhưng mà nghe đâu là một hai ngày nữa gì đó là tới cái ngày mà bên phía cơ quan chức năng sang tầng đó của chúng chị, là cơ quan chức năng sẽ mời Trai Đồng Bằng lên để làm việc theo cái đơn kiện của chị Xuân. Thì cũng một điều cũng khá là bất ngờ nha, khi mà Trai Đồng Bằng thì đâu có gọi tên gì của chị ấy đâu, nhưng mà thật sự là chị ấy cho mình là mì xào, cho mình là con cá bảy màu xong rồi muốn đi thương người này thương người kia luôn. Thì tôi cũng chẳng biết là bên cơ quan chức năng sẽ xử lý như thế nào về cái tình hình, về cái vụ việc này. Thì thật sự là nếu mà không kêu tên mình ra, không lấy hình mình ra mà mình đi thương người ta, thì cô chú anh chị thấy là có một cái, thực sự là một cái nó vô lý ở đây không cô chú anh chị? Chứ theo mình thấy là thấy nó hơi bị vô lý nha. Đó, bởi vì Trai Đồng Bằng là nó chỉ kêu là mì xào, củ chuối, rồi nào là cá bảy màu vậy thôi. Mà cá bảy màu lại là con cá bảy màu, mì xào là cái dĩa mì xào, đúng không? Ai là tự xưng mình là đi mì xào để đi kiện người khác? Thấy một cái điều thấy rất là bẩn bựa trong cái câu chuyện này, cũng như giống như câu chuyện của thằng Thám Tử Cao thôi đó. Nên chúng ta nhìn thấy câu chuyện này qua câu chuyện kia luôn, cũng bẩn bựa đó. Bởi vì Thám Tử Cao nó nhận vơ bản quyền, nó đã đánh luôn thêm một cái kênh ngoài kênh Chiếc Cảnh ra, thì đánh luôn cái kênh của Thanh Nguyền Vlog. Cái kênh này là người đầu tiên đã đến nhà, đến cái chỗ bạn thân của Thám Tử để chia sẻ thông tin đó của chú anh chị. Đó, nó muốn bịt miệng đó, nhưng mà khó lắm. Anh em này nói chung là cũng nhiều kênh lắm chứ không bịt miệng hết được đâu. Nhưng mà nó làm như thế á, thì để chúng ta thấy là tụi nó rất là bẩn bựa, không? Từ chị Xuân cho đến Thám Tử, không? Tụi nó rất là bẩn bựa trong câu chuyện này, không? Dù người ta không nhắc tên đó, cũng đi thương người ta, đi kiện người ta. Rồi dù người ta không lấy hình ảnh của mình, không lấy video của mình, cũng lại lên đi đánh vơ bản quyền. Mà một cái dơ cái nữa ở đây đó là nó tải cái hình của người ta về, nó tải hình người ta về để nó gắn vào video của nó, xong rồi để qua ngày sau nó quay trở lại nó đánh gậy bản quyền người ta đó. Cô chú anh chị thấy là nó đây nó điếm đàn không chú chị, đây nó dơ bẩn không đó. Mọi người có thể thấy được cái điều này rất là rõ ràng đó. Bởi vì những cái con người này mà nếu mà để nó bên cạnh Hồng Loan á, thì thật sự là rất là nguy hại cho Hồng Loan đó. Bởi vì nó nắm được những cái thông tin bí mật đi, ví dụ nắm được những thông tin bí mật về đời tư của Hồng Loan, hoặc là những câu chuyện làm ăn của Hồng Loan, thì nó sẽ thao túng Hồng Loan một cách dữ dội đó, một cách dữ dội luôn nha cô chú anh chị đó. Theo cái này thì theo em nghĩ là như thế, bởi vì cái này là chỉ có ở ngoài xã hội thôi đó, câu chuyện phản biện qua phản biện lại. Nhưng mà phải chi mà người ta lấy hình, phải chi mà những người đó lấy hình giống như em đợt trước á, em lấy cái hình nó em làm thumbnail thì nó đánh gậy bản quyền thì đúng đi. Nhưng Thanh Nguyền hay là Chí Cảnh đã không có sử dụng những cái nội dung đó. Nó cũng giống như Trai Đồng Bằng, cũng không có sử dụng cái hình ảnh của mì xào đó, cũng không có kêu tên chị Xuân đó, nhưng mà vẫn bị thưa. Là như thế nào tôi thật sự là không hiểu được cái điều này. Những cái người này tôi không biết là muốn bịt miệng người khác bằng mọi cách hay sao cô chú anh chị. Bịt miệng mọi người khác bằng mọi cách đó.
đừng có nghe theo cái lời luật sư là tư vấn vớ vẩn nha. Đó, luật sư thất nghiệp đừng có tư vấn xàm nách đó, xàm nách đó, đi thưa người này kiện người kia rồi đánh gậy bản quyền người này, đánh gậy bản quyền người kia để chi? Để hòng bịt miệng người ta, để hòng bịt miệng người ta lại, đừng cho người ta nói, bởi vì mình cái dĩ dãn dơ giấy của mình nó không giấu giếm được đó. Thằng thám tử này cô chú anh chị, thằng thám tử nó thoát được một cái sự việc của bà Nguyễn Phương Hằng là nó rất là may mắn rồi, nhưng nó không biết đó. Thì ngày hôm nay thì chuyến này chắc cũng khó mà may mắn đến thêm một lần nữa nha. May mắn chắc không đến với mỗi con người 2-3 lần đâu đó, may mắn chỉ đến chúng ta một lần thôi đó, chứ không phải may mắn hoài được. Lần này chắc bả không tha đâu, nếu mà thật sự là bà Hằng bả ra thì thằng thám tử này chắc mình nghĩ là bả cho nó vô lò đó, với những cái gì mà nó đã vu khống ổng bả trước đây, vu khống đại nam trước đây thì không thể nào mà bỏ qua được đó, không bỏ qua được nha. Còn chị mì xào á thì cái đó là câu chuyện cá nhân của chị với lại những anh em YouTube thì mình để riêng đó, nhưng mà qua tuần là trai đồng bằng sẽ lên bên phía là sở thông tin truyền thông đó sẽ làm việc. Mà mình đang suy nghĩ một điều mắc cười là do đó thì mì xào là ai? Tôi đang nói chuyện một cái gì dĩa mì xào và tôi đang nói về một con cá bể màu, ủa thì là ai? Ủa chị Xuân đâu phải là biệt danh là cá bể màu đúng không? Chị lên chị thừa nhận chị biệt danh là cá bể màu hay sao? Hay là cái biệt danh cá bể màu có trước, của chị có trước, hay là người ta đặt ra có trước đó? Bây giờ con cá bể màu ra ngoài chợ mua cá cảnh đầy đó, con cá bể màu đầy đó, sao chị không đi thưa luôn mấy người đó đi? Mấy người đó đang nhốt chị trong lồng kiến đó, chị đi thưa luôn đi. Tự nhiên mua con cá bể mà nói cá bể màu mà đi thưa thì tôi thấy nó vớ vẩn quá cô chú chị, vớ vẩn quá luôn đó. Nhưng mà thôi thì nếu mà nhận được giấy mời thì lên làm việc thôi, mình cũng chẳng có gì phải ngán những cái đó đó, bởi vì mình chẳng có nói cái gì mà sai hay là chẳng có gì cả đó, nên thì cứ làm việc theo cái giấy mời thôi, người ta mời thì đi thôi đó, câu chuyện nó đương nhiên mà đó. Nhưng mà còn câu chuyện của thám tử Cao thì nó khác à, đúng không cô chú chị? Câu chuyện của thám tử Cao nó dơ bẩn thì nó khác hơn câu chuyện mà Mi Xuân với trai đồng bằng đó. Câu chuyện của thám tử Cao là nó một cái, thì ngày hôm qua đó Phan, ngày hôm qua đó cô chú anh chị thì Mi Xuân đã nói rồi mà, em cứ gọi chị là mì xào, em gọi là cá bể màu đi, khi mà ra cơ quan chức năng đó thì em sẽ biết, thì em sẽ hiểu. Thì tôi cũng đang chờ qua từng trai đồng bằng lên làm việc như hiểu như thế nào về để tôi coi, chứ tôi thấy là tôi muốn lú luôn, tôi hết hiểu luôn cô chú anh chị, tôi hết hiểu luôn đó. Nói những cá bể màu cũng đi thưa, tôi không hiểu được mấy người này, họ chỉ cho cái quyền mà họ nói người ta thôi, chứ không cho quyền người ta gọi là phản pháo lại đó, không đáp trả lại đó. Họ nói là luôn đúng nha, chứ người khác mà đáp trả lại là luôn sai đó. Một cái câu chuyện khá là buồn cười. Rồi chuyển qua cái thằng thám tử Cao thì cô chú anh chị thấy rồi, nó muốn bịt miệng những người mà tiết lộ những cái sự thật trước đây đó. Mày không thể nào bịt miệng được những người mà biết mày trong cái vụ Hồ Duy Hải đâu, mày không bịt miệng được công an cơ quan chức năng đâu nha. Cái vụ Hồ Duy Hải đó mày lo mày kìa đó, bây giờ nó là lên nó cắn càng cắn bừa đó cô chú anh chị. Đúng không? Nghĩ làm sao vậy, chơi dơ mà tới cái mức độ mà tao không thể nào mà chấp nhận được một cái con người nó chơi dơ đến như thế đó. Phải chi người ta lấy của nó có quyền nó đánh bằng quyền, hay là nó có quyền nó đánh gậy đánh gì đó thoải mái, nhưng mà ở đây người ta không có lấy cái gì, bất kể một cái gì hết đó, vậy mà cũng đi đánh bằng quyền ta. Trời, mày đói tới cái mức đó sao? Mày đói tới cái mức đó ra sao thám tử Cao hả? Mày đói tới cái mức đó ra hả? Mày đói tới cái mức mà phải đánh bằng quyền để gọi là lấy doanh thu người ta hả? Hả? À, kỳ vậy, mày đói quá mà thì mày xin tao nè, tao cho cái tiền ông nên 3 năm đó, sao kê đi chứ hả? Đó, để làm chi vậy? Đó, lên đó sao kê ra đi chứ, cho nó minh bạch, rồi cho nó, mình làm từ thiện mà. Đó, mình làm từ thiện từ tâm mà, thì đây thì cái vấn đề mà thằng thám tử đó, nó làm tiền từ thiện của chú chị tôi không có bàn tới, tôi không có nói tới, cái điều đó cũng điều tốt thôi. Nhưng mà ở đây thì cái điều tốt của nó thì sau khi mà gọi là những cái gì mà người ta không lấy của nó mà nó đi cắn càng cắn bừa, là tôi thấy cái điều tốt đó nó tiêu tan rồi, mà già dây thêm nghiệp, tạo cái điều tốt mà lại gây thêm nghiệp, thì tôi nghĩ là nghiệp quả thằng này rất là nặng nha, rất là nặng, chắc suốt đời ngóc đầu không nổi, làm ăn thì cũng không lên nổi đâu. Đúng không? Nó chỉ thế thôi đó, nó chỉ thế thôi cô chú anh chị à. Tôi nói rồi, chú Vũ Linh ổng rất là linh thiêng nha đó, rất là linh thiêng. Ổng gọi là một bằng một cách nào đó mà ổng loại bỏ những người
mà lợi dụng Hồng Loan cũng như là đu bám vào Hồng Loan, có những cái âm mưu gọi là không tốt với Hồng Loan, ổng lội ra hết của chú anh chị à. Từ từ lội ra hết, không còn một ai à, không còn một ai luôn, lội ra hết sạch sẽ những cái lũ cặn bã xã hội đó. Đó, lội trừ nó ra đi, rồi lội trừ nó ra đi chú Vũ Linh. Đó, những cái kẻ mà gọi là bên Hồng Loan chỉ biết lợi dụng Hồng Loan, chỉ biết bắt Hồng Loan làm theo câu chuyện của họ thì bị chú Vũ Linh cho ra đảo hết rồi. Đó, ra đảo hết. Và tụi nó rất là cay cú, không hiểu lý do gì mà tại sao mình lại ra ghìa, hay là tại sao mình lại đi bụi luôn. Đó, rất là nhiều đứa gọi là thắc mắc tới giờ cũng chưa biết. Nhưng mà cái điều đó là cái điều tâm linh nha, cái điều của chú Vũ Linh là cho tụi bay ra đảo đó. Đó, chứ tụi bay ở bên tụi bay hãm hại con gái người ta hả gì? Đó, tụi bay tối ngày bài mưu tính kế, tụi bay lập kế, tụi bay gài người này gài người khác vào câu chuyện người ta. Khi mà người ta không nhận á, thì tụi bay quay lại tụi bay cắn càng cắn bừa, nói người ta nào là bán hàng giả, hàng dỏm, hàng kém chất lượng, đủ thứ chuyện trên đời. Cô chú anh chị thấy tụi nó ác mồm ác miệng chưa? Đó, khi mà có người dám đứng lên nói sự thật về những cái thành phần này thì nó lại đi lấy những cái video clip của người ta về, nó gắn vào cái clip của nó. Và nó lúc đầu á, cô chú anh chị nó để riêng tư, nhưng lúc sau nó đánh bản quyền, nó bật công khai ra, nó để nó đánh bản quyền. Thật sự là bó tay, không biết là những anh em bị đánh bản quyền có kháng lại được hay không. Nó ỷ nó trong một cái nét của thằng Điền Quân đó, nó thẳng là vậy đó, nó làm càng làm bừa làm bậy. Nhưng mà tôi nghe đâu là một cái thành phần nào trong đó cũng gọi là ăn trên cái đồng tiền xương máu của chú Thanh Điền. Một người chú Thanh Điền đã qua đời cách đây thì cũng hơi lâu rồi, mấy tháng rồi em không nhớ của chú anh chị, chắc cũng gần cả năm rồi đó. Đó, chú Thanh Điền, tôi nghe người nhà kể lại thôi nha, cái câu chuyện này tôi nghe người nhà kể lại thôi. Đi hát có đêm á, cái móng tay của chú Thanh Điền, cô chú anh chị bấm đàn guitar đó, bấm tới gọi là gớm máu. Nhưng mà được nhiêu đâu, 200-300 ngàn à. 200-300 ngàn của chú anh chị. Thấy tụi nó ghê không? Đúng là thiệt, chủ nào tới đó y chang nhau luôn, nó không chỉ biết ăn tiền trên xương máu người khác. Đó, đây tôi không nói ai à, tôi chỉ nói là những người nào lợi dụng chú Thanh Điền thôi, còn ai không lợi dụng thì thôi. Đó, cái chuyện đó của họ ha, tôi đang nói những người lợi dụng đó. Bởi vì sao? Chú Thanh Điền là người gọi là người khiếm thị đó, chú Trần Nên cũng là người khiếm thị đó. Chú Trần Nên thì bị thằng kia giữ kênh YouTube 3 năm để gọi là giúp chú, mang cái danh nghĩa là giúp chú để kiếm tiền thu nhập. Còn thằng kia thì giữ chú Thanh Điền để gọi là tạo khán giả, lôi kéo khán giả về mình. Nhưng mà số tiền nhận lại được á cô chú anh chị, thật sự là nó không có xứng đáng một chút nào, một chút xíu nào chứ. Đó, thua anh em tụi tôi, thua anh em YouTube tụi tôi đi quay mà cho nhân vật nữa. Đó, cũng phải 300-500 mà người ta chỉ nói 1 tiếng 2 tiếng đồng hồ thôi. Đó là có rồi, chứ không phải là như chú phải diễn suốt. Đó, chú diễn chú lo cuộc sống của chú. Khi mà chú mất á cô chú anh chị, khi mà chú Thanh Điền chú mất á, thì bên phía công ty đó họ chỉ đưa về tới chùa thôi, chứ họ không đưa vô tới nhà nữa. Đó, người nhà kể lại mà nghe mình xót. Đó, tại sao mình kể câu chuyện của chú Thanh Điền? Đó, thì tại câu chuyện chú Thanh Điền có liên quan đến nhiều thành phần trong đó, và nhiều thành phần trong đó thì có liên quan đến thằng thám tử. Đó, nó cũng học theo cái kiểu đó. Đó, để nó gọi là có cái mập mờ trong cái vấn đề của chú Trần Nên. Đó, chú Trần Nên cũng là người mù. Đó, công nhận tụi nó hay thiệt, lợi dụng những cái người mà không thấy đường để tụi nó bài mưu tính kế. Đó, cô chú anh chị thấy không? Đó, tại sao em mới nói? Tại vì mưu hèn kế bẩn tụi nó như nhau. Như nhau thôi. Đó, Hồng Loan cũng rất là may ha, thấy đường. Đó, chứ không. Đó, nên gọi là tránh né được tụi nó chứ. Thật sự đến ngày hôm nay mình thấy là không cho cái ông luật sư gọi là lưu manh, giả danh trí thức và đang bị thất nghiệp vào cái câu chuyện của Hồng Loan là chính xác nghe cô chú anh chị. Đến thời điểm hiện tại là hoàn toàn chính xác thôi, mình chẳng thấy có cái gì mà gọi là không chính xác trong câu chuyện này cả. Mình thấy hoàn toàn rất chính xác trong cái câu chuyện này. Đúng không? Cô chú anh chị có đồng tình với em về cái vấn đề này hay không? Khi mà không cho bộ ba Tam Sơn tiếp tục trên câu chuyện của mình nữa. Đó, họ tự đến và họ cũng tự đi, chứ Hồng Loan cũng chưa có gọi là nói nặng hay nói nhẹ gì họ. Hồng Loan là một người rất là dễ mến nha, rất là dễ gần, và cũng không có đanh đá hay là như thế nào đối với những người mà đã gọi là xúc phạm Hồng Loan. Trong đó thì cũng kể luôn là những người như là chị Xuân nè, đó lúc nào mở miệng ra cũng chửi người ta vô ơn vô nghĩa. Thám tử thì lúc nào cũng lên tình hình kinh tế bất ổn, rồi con Trang á, thì
hàng giả hàng dởm này kia, nhưng mà chúng ta chưa thấy hề một cái gì mà gọi là chị Loan đáp trả lại cái lũ này. Không có nha cô chú chị, không có, không hề, chưa đáp trả lại lũ này tiếng nào hết. Nhưng mà tụi nó dường như chưa có buông tha chị Loan ra được đó. Một thằng thì miệng nói ẩn kênh, không làm nữa, bỏ kênh, xóa clip này kia, nhưng mà cuối cùng thấy rồi, hôm qua mọi người thấy đã, buổi tối đó, trời, cũng mang cái mặt dày like cái kênh gì yêu thương mà đến. Mày yêu thương gì nữa mà mày like trong đó? Rồi những cái thành phần đang xem trong đó là thật sự là có gì yêu thương mà đến với Hồng Loan hay không, hay là những kẻ gọi là ngu muội đó, mình nói thẳng đó, thật sự là như thế. Chúng ta gọi là một người không có học cao đi, không học vấn cao đi, chúng ta cũng nhìn nhận được cái sự việc đúng sai trong cái vấn đề mà tụi nó đang làm. Cái thứ nhất là thằng thám tử nó tải cái clip người ta về, nó tải cái hình ảnh của người ta về để nó làm vào cái video của nó, và nó đánh ngược lại bản quyền của người sở hữu. Thì cô chú anh chị thấy là mắc dạy hay không? Thấy có muốn là ăn tán vào mặt được chưa? Đúng không? Thấy có thể tán vào mặt nó được chưa? Tôi hỏi nhiêu đó thôi. Những cái người nào mà công tâm nhất đi, bây giờ nó lấy đồ của nhà của các bạn đi, xong rồi nó về đó, rồi xong rồi nó đi tố cáo lại các bạn luôn. Cái kiểu này người ta gọi là dân gian hay gọi á, vừa ăn cốp mà vừa la làng nha. Thằng này thì nó không khác gì, không khác gì cái câu thành ngữ này, vừa ăn cốp vừa la làng. Trời ơi, vậy mà cũng có người xem, vậy cũng người ủng hộ, vậy cũng có người tin. Tôi nghĩ là thật sự là những cái người đó gọi là u mê sâu rồi, hết thuốc cứu chữa rồi. Bây giờ những người đó chỉ có mong là đầu thai lại thôi, chứ không có đường nào mà gọi là chữa lành được cả. Đó, những cái đó thì chỉ có đầu thai mới hết thôi. Ngu cỡ đó thì chỉ có đầu thai mới hết thôi cô chú anh chị, chứ không có thể nào mà gọi là thay đổi được đâu. Đó, thì mong những cô chú anh chị yêu quý Hồng Loan, đó, ủng hộ Hồng Loan ngay từ những ngày đầu, thì chúng ta phải bình tĩnh, chúng ta xem lại là những cái thành phần này nó đúng hay nó sai, chúng ta phải nhìn nhận chứ. Đừng có ủng hộ theo một cách mù quáng để nghe theo lời của những cái thằng thám tử, thám ơi gì đó, những cái thằng vừa ăn cướp vừa la làng đó, để gọi là làm ảnh hưởng đến Hồng Loan, thì thật sự là rất tội cho Hồng Loan. Bởi vì trong câu chuyện này Hồng Loan cũng chẳng có lỗi với ai cả. Chúng ta đến vì tự nguyện đó, vì tự nguyện đến, chứ không có Hồng Loan không có kêu chúng ta đến đó. Chúng ta vì cảm thấy yêu thương Hồng Loan chúng ta đến thôi đó. Thì mong cô chú anh chị sẽ gọi là sáng suốt chọn lựa những thông tin mà nghe đó. Chứ thằng thám tử này thì thật sự là hết xài rồi, đúng không? Không chỉ đánh riêng bản quyền của Chí Cảnh mà chuyển qua luôn cả Thanh Quyền Vlog, và em cũng đã bị một gậy của nó trước đây rồi, của chú anh chị nhớ không? Đó, còn đâu tới 70 ngày nữa mới xóa của chú anh chị ạ. À. Tháng 10 ngày nữa lận. Đó, nhưng mà thôi, cái đó mình sử dụng của nó thì mình chịu thôi, nhưng mà hai người còn lại đó là Thanh Quyền và Trí Cảnh thì thật sự là rất là quan cho hai người này. Và hai người này cũng đang gọi là có những cái bước tiến xử lý về cái tình trạng này, thì không biết là có được hay không. Thì em sẽ sớm cập nhật cho tất cả của chúng chị cùng xem. Và đặc biệt là sẽ lên án những thành phần mà sống dơ, sống bẩn như thế, cho nó không còn gọi là đất sống trên mạng xã hội này luôn. Rồi, cũng cảm ơn tất cả của chúng chị đã xem và ủng hộ cho kênh Lang Thang Đường Phố. Hẹn gặp lại cô chú anh chị trong video tiếp theo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.